Hà Thương chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Park Hang-seo loại 11 cầu thủ U23 Việt Nam trước SEA Games 31 Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tiến hành loại 11 cái tên trong thành phần U23 Việt Nam để chốt danh sách tham dự SEA Games 31. U23 Việt Nam tích cực tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội để hướng đến mục tiêu quan trọng nhất năm 2022, đó là SEA Games 31. Kể từ ngày hội quân, ngày 7 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có được đầy đủ lực lượng trong tay do kế hoạch thi đấu của các câu lạc bộ tại Cúp Quốc gia 2022. Để chuẩn bị chiến dịch bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 31, chiến lược gia người Hàn đã triệu tập 28 cầu thủ lứa U23 Việt Nam. Bên cạnh đó bổ sung ba cái tên ngoài 23 tuổi đầy chất lượng, đó là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Tuy nhiên theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tham dự chỉ được đăng ký tối đa 20 cầu thủ, đã bao gồm ba cầu thủ quá tuổi, nên trước ngày tranh tài tại SEA Games 31, huấn luyện viên Park sẽ phải tiến hành loại 11 cầu thủ trong lứa U23 Việt Nam để chốt danh sách tham dự kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2022 trên sân nhà. Theo kế hoạch, U23 Việt Nam duy trì tập luyện tại Hà Nội đến 15 tháng 4 trước khi di chuyển lên Phú Thọ làm quen địa điểm thi đấu tại vòng bảng SEA Games 31 và có hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc ngày 19 tháng 4 trên sân vận động Việt Trì. Trận tái đấu giữa hai đội diễn ra ngày 22 tháng 4 tại sân Hàng Đẫy. Được biết sau hai trận này, huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự SEA Games 31. Nhà cầm quân 64 tuổi đánh giá quá trình tập luyện của các cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là màn trình diễn ở hai trận tổng duyệt để lựa chọn những cái tên xứng đáng nhất. Trong danh sách sơ bộ gửi ban tổ chức SEA Games 31, mỗi đội tuyển được phép đăng ký tới 50 cầu thủ. Nếu không may xuất hiện những ca nhiễm COVID-19 trong quá trình tham dự giải, các đội có thể thay thế các trường hợp mắc bệnh bằng những cái tên trong danh sách sơ bộ, kể cả cầu thủ quá tuổi. U23 Việt Nam là bảng A, một bóng đá nam SEA Games 31 cùng Indonesia, Myanmar, Philippines, Đông Timor. Các trận đấu diễn ra trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ, trong khi bảng B của U23 Thái Lan tại sân vận động Thiên Trường Nam Định. Đối thủ của U23 Việt Nam trong hai trận giao hữu sắp tới là Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Eun Jong, từng thắng U19 Indo 5-1 trong trận giao hữu tại Daegu tháng trước, được tập trung vào ngày 15 tháng 4 với sự góp mặt của những cầu thủ thi đấu tại K-League như tiền đạo Lee Young-chun của Suwon FC. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park Hang-seo cho ban cán sự Hoàng Anh thay Quang Hải làm đội trưởng U23 Việt Nam. Thưa quý vị, huấn luyện viên Park Hang-seo chọn tiền vệ Lý Công Hoàng Anh của câu lạc bộ Bình Định đeo băng đội trưởng tại SEA Games 31. Ở kỳ đại hội trước, Quang Hải là người được chọn. Trước mắt, Hoàng Anh đảm nhận vai trò này trong hai trận giao hữu gặp U20 Hàn Quốc ngày 19 tháng 4 ở Phú Thọ và ngày 22 tháng 4 ở Hà Nội. Huấn luyện viên Park cũng phân công hai vị trí đội phó, đó là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bàn cá sự U23 Việt Nam được định hình, trong đó hai đội là hai cầu thủ trên 23 tuổi. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh đảm nhận vai trò lớn ở cấp độ U23 Việt Nam. Hoàng Anh sinh năm 99 thi đấu ở vị trí tiền vệ, anh được đào tạo tại PVF sau đó là câu lạc bộ Hà Nội. Sự nghiệp Hoàng Anh phát triển tại câu lạc bộ Hà Tĩnh. Đầu mùa 2022, anh quyết định chuyển sang câu lạc bộ Bình Định với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm và được xem là trụ cột của đội bóng đất võ. 3 năm trước ở SEA Games 30, Quang Hải được chọn làm đội trưởng U23 Việt Nam trên đất Philippines. Khi Hải chấn thương, tầm mang đội trưởng trao cho Hùng Dũng. Lần này, Hải không tham dự SEA Games, ông chọn người khác. Quang Hải dự kiến sang châu Âu thi đấu trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 4, thời điểm hết hạn hợp đồng giữa Hải với Hà Nội. Anh là cầu thủ tự do và quyết định sang châu Âu chơi bóng trong thời gian tới để thỏa mãn khát khao của mình. Trong khi đó, tân đội trưởng U23 Việt Nam vừa hội quân sau trận thắng 1-0 của Bình Định trước Hải Phòng ở Cúp Quốc gia tối 11 tháng 4. Hoàng Anh thi đấu 66 phút trước khi được huấn luyện viên Đức Thắng rút ra sân nghỉ. Tin tiếp theo, Hoàng Đức không ngại U23 Thái Lan ở SEA Games. Tiền vệ câu lạc bộ Viettel khẳng định không chỉ Thái Lan mà các đối thủ khác của U23 Việt Nam ở SEA Games 31 đều mạnh. Không riêng Thái Lan, các đội đến Việt Nam dự SEA Games năm nay toàn đội mạnh. Chúng tôi xác định bước vào sân cần tôn trọng đối thủ, hy vọng các đội sẽ tạo nên những trận đấu hay. Hoàng Đức trả lời câu hỏi của Dinh tối 11 tháng 4. Hoàng Đức, cầu thủ sinh năm 98, là một trong ba cầu thủ quá tuổi được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà. Đức cho biết anh bất ngờ và hạnh phúc khi thức dậy và thấy tên mình cùng Hùng Dũng và Tiến Linh trên báo chí. Tại SEA Games 30 diễn ra ở Philippines, Hoàng Đức Hùng Dũng cùng U23 Việt Nam cầm hòa U23 Thái Lan ở vòng bảng, đánh bại Indonesia ở chung kết để giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử. Năm nay, cả hai đối thủ trên đều đến Việt Nam với đội hình mạnh nhất được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên giỏi. Hoàng Đức cũng khẳng định thông điệp quyết tâm và tự tin. Anh nói: "Được đấu trên sân nhà trước sự cổ vũ của người hâm mộ là động lực và áp lực, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đồng lòng để giữ được tấm huy chương vàng." Tối 11 tháng 4, Hoàng Đức ra sân trận câu lạc bộ Viettel gặp Cần Thơ vòng 16 Cúp quốc, quốc gia 2020 với tấm băng đội trưởng. Anh tiết lộ mình là thành phần cho ba cán sự Viettel từ trước và mang băng đội trưởng này để lĩnh sướng vai trò thủ lĩnh cho Bùi Tiến Dũng bị chấn thương. Có sự chỉ đạo của Hoàng Đức, cầu thủ trẻ khác của Viettel chơi hay và cùng nhau tạo nên chiến thắng ấn tượng 5-0. Sau trận này, Hoàng Đức nghỉ ngơi khoảng 2 ngày rồi lên tập trung U23 Việt Nam. Anh chia sẻ, Phía trước tôi chỉ còn SEA game nên trước mắt tập trung trao dồi thể lực và cải thiện sức mạnh để cố gắng phấn đấu cùng U23 bảo vệ huy chương vàng. U23 Việt Nam bắt đầu tập luyện tại Hà Nội từ ngày 8 tháng 4. Ngày 16 tháng 4, đội lên đường đi Phú Thọ chuẩn bị trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Tin tiếp theo, Quang Hải mang áo số 19 ở đội bóng mới. Quang Hải đang làm việc với đội bóng mới về các điều khoản hợp đồng, trong đó có việc mang áo số 19. Quang Hải đã có đội bóng mới nhưng chúng tôi đang làm việc nên không thể nói tên được. Còn nhiều vấn đề phải thương thảo. Trước mắt Hải mang áo số 19 nhưng khi còn ở Hà Nội. Ông Nguyễn Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải nói với Dinh. Ngày 12 tháng 4 là thời điểm cuối cùng trong hợp đồng của Hải với câu lạc bộ Hà Nội. Sau hôm nay, Hải là cầu thủ tự do, nhiều khả năng sau đó câu lạc bộ mới của cầu thủ này sẽ được tiết lộ về báo chí. Ngày 12 tháng 4 chính là sinh nhật của cầu thủ sinh năm 97. Ở câu lạc bộ Hà Nội trong suốt những năm qua, Hải mang áo số 19, con số này gắn với tuyển thủ 25 tuổi trong áo tuyển Việt Nam, đó là số áo Hải còn rất thích. Một vấn đề cần thương thảo với câu lạc bộ mới cũng chưa được tiết lộ, rất có thể đó là khả năng anh có thể về Việt Nam thi đấu cho đội tuyển ở những giải đấu không thuộc FIFA Days. Trước mắt Hải sẽ không dự SEA Games 31 dù huấn luyện viên Park Hang-seo muốn điều này. Trong bài viết của mình trên mạng xã hội, ông Văn nhấn mạnh việc Hải cần sạc năng lượng. Những năm qua, Quang Hải thi đấu với cường độ lớn, không có ngày nghỉ. Nếu Hải không dự SEA Games, chúng tôi sẽ sắp xếp để Hải có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và người thân, ông Văn viết. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã không gọi Quang Hải trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31 vào tháng 5. Dẫu vậy, ông Văn đặt chữ nếu vì mọi chuyện có thể diễn ra. Không dự SEA Games, Hải được đội bóng mới tạo điều kiện có thêm thời gian bên gia đình. Hôm 11 tháng 4, Hải thi đấu trận cuối cùng cho câu lạc bộ Hà Nội trong chiến thắng 2-1 trên sân của Đà Nẵng ở Cúp Quốc gia. Sau ngày 12 tháng 4, cầu thủ này tự do đàm phán với các điều khoản của đội bóng mới mà không phải trả khoản phí nào cho câu lạc bộ Hà Nội. Tin tiếp theo, Âu Park đối mặt với nhiều bài toán khó. Thưa quý vị, đầu tuần tập trung chuẩn bị SEA Games 31 đủ U23 Việt Nam không đủ quân số vì nhiều cầu thủ còn vướng giải quốc nội, gồm 3 nhân tố quá tuổi. Thầy Park khá lao Âu sẽ có chấn thương ở giai đoạn nước rút này. Ông Park gọi 30 cầu thủ, nhưng ở buổi thứ Tư và sáng 11 tháng 4, U23 Việt Nam mới chỉ có 11 cầu thủ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong số này, tiền vệ bảo toàn tập buổi đầu tiên vì anh là trường hợp được gọi thay thế Hoàng Xuân Tân bị chấn thương. Do vẫn còn đau cơ đùi, hậu vệ Trần Quang Thịnh chỉ đi bộ nhẹ nhàng xung quanh sân. Bị chấn thương dây chẳng chéo đầu gối, hậu vệ Liễu Quang Vinh nhiều khả năng không thể dự SEA si Games và ba huấn luyện đang cân nhắc để thay thế anh bằng Đặng Văn Tới. Chuyện cầu thủ bị chấn thương trước giải đấu quan trọng luôn làm huấn luyện viên Park hết sức bất an. U23 Việt Nam chỉ còn chưa đầy một tháng bắt đầu hành trình bảo vệ SEA Games. Nếu nhân sự của đội gặp trục trặc, việc lắp ghép đội hình triển khai chiến thuật bị ảnh hưởng. Từ nay đến hết 14 tháng 4, đội tiếp tục tập thiếu quân nên ông Park chưa thể chia đội hình đầu đối kháng. Nhóm cầu thủ quá tuổi Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh được phép lên muộn ngày 15 tháng 4, cũng là ngày U23 di chuyển lên Phú Thọ, chuẩn bị trận lượt đi giao hữu với U20 Hàn Quốc ngày 19 tháng 4 trên sân Việt Trì trận lượt về ngày 22 tháng 4 trên sân hàng đẫy. Lúc đó bộ khung U23 Việt Nam mới có thể bắt đầu được hình thành và lộ diện. Chuyên gia đoàn Minh Sương nhận xét, có thể thời điểm hiện tại ông Park phát thảo trong đầu đội hình chuẩn của U23 Việt Nam, nhưng ông cần thử nghiệm thêm. Nên nhớ rằng mật độ thi đấu tại SEA Games 31 khá dày nên ông Park phải tính toán nhiều phương án khác nhau. Tuy diễn biến cũng như năng lực thực sự của đối thủ khi được thực chiến, ông Park bố trí nhân sự sao cho phù hợp. Có thể không phải trận nào, ba cầu thủ quá tuổi cũng phải ra sân cả ba. Có thể có trận ông sẽ cất một hoặc thậm chí hai cầu thủ quá tuổi để giữ sức, tránh quá tải, tránh chấn thương. Nhưng chắc chắn U23 Việt Nam tại SEA Games 31 với sự góp sức của Dũng, Linh Đức, hệ thống tấn công hiệu quả hơn nhiều nếu chỉ dùng đội hình chay toàn cầu thủ U23. Vấn đề nằm ở chỗ, việc dùng người sao cho đến tận trận chung kết, bộ ba này vẫn đạt nền tảng thể lực tốt nhất. Trận đấu sao hữu với U20 Hàn Quốc là đặc biệt quan trọng với U23 Việt Nam. Nhưng ông Park cũng phải lưu ý, nếu cầu thủ chơi quá ham bóng quyết liệt sẽ dễ bị chấn thương. Vì thế làm thế nào vừa rèn nhuyễn được chiến thuật, vừa đảm bảo toàn lực lượng là bài toán kép mà ông Park cần giải quyết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Mọi ý kiến đóng góp mời các bạn để lại thông qua phần bình luận bên dưới để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé.